Tuyết Trần xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là một cái ngày rất là tuyệt vời. Tại đây thì không khí rất hân hoan và náo nước luôn. Những hình ảnh rất là quen thuộc. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của Tuyết Trần trong cái hoàn cảnh ngày hôm nay quý vị nha. Tuyết Trần cảm thấy không khí đón xuân ở phố Ông Đồ vô cùng náo nhiệt và sôi động. Cảm thấy giống như là mùa xuân đã tới rất là gần rồi, thưa quý vị. Chúng ta quan sát đây là hình ảnh của những cành mai, cành đào và những tà áo dài rất đẹp của cái nét đẹp truyền thống Việt Nam. Rất nhiều hình ảnh quen thuộc, những gian hàng như là phố Ông Đồ, những câu đối đỏ, thư pháp và hình ảnh của các bạn nam thanh nữ tú mặc áo dài khăn đóng và chụp những tấm ảnh thật là đẹp. Ngày hôm nay chắc chắn rằng là chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chào đón một Tết Nguyên Đán mới và đặc biệt là cái sự sum họp đoàn viên của gia đình. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo chân Tiến Dũng vào bên trong để cùng tham quan một số hình ảnh đặc biệt. Đó là những hình ảnh về gian hàng thư pháp và cũng như là hình ảnh của tất cả mọi người đang cùng nhau hân hoan chào đón một mùa xuân mới quý vị nha. Họ muốn cầu phúc cho gia đình và người thân của mình, cho nên cái chữ mà người ta xin nhiều nhất đó là chữ an, chữ phúc, chữ tài. Và đặc biệt nhất là có rất nhiều người đến đây và họ muốn xin những cái câu chúc sức khỏe và chúc bình an cho cha, cho mẹ của mình nữa. Tất nhiên là trong mỗi câu chúc đều có những ý nghĩa riêng của nó, nhưng mà điều đặc biệt nhất mà người ta muốn mang đến cho gia đình và người thân của mình đó chính là những tâm nguyện, ước muốn, mong muốn được năm mới được bình an và may mắn sẽ đến. Đặc biệt nhất là đối với cha, với mẹ, với những bậc sinh thành thì mọi người đều mong muốn là cha mẹ được vạn thọ trường niên và phước thọ vô biên để cha mẹ có thể sống lâu và có thể an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhân dịp đầu năm mới thì trước hết Thủy Tiên muốn gửi lời chúc đến cho những người thân yêu của mình, bạn bè và gia đình một năm mới bình an, vạn sự như ý. Và đặc biệt nhất là chúc cho ba mẹ đang ở dưới quê không có thể lên đây để tham dự phố Ông Đồ, ba mẹ có thể có một năm mới thật là may mắn và luôn luôn được bình an. Đặc biệt xin gửi đến tất cả quý vị khán giả một câu chúc cho đầu năm mới, đó là ngày xuân hạnh phúc, bình an đến, năm mới vinh hoa phú quý lai. Xin chào quý khán giả. Tôi tên là Võ Đức Dự, bút danh của mình là Đức Dự. Vì hiện tại mình đã ngồi tại phố Ông Đồ của nhà văn hóa thanh niên đến nay là năm thứ 5. Và nhân dịp Tết đến xuân về, xin kính chúc khán giả một lời chúc sức khỏe, một năm mới an khang, chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công. Xin chào chị, trong cái không khí hân hoan náo nhiệt tại phố Ông Đồ thế này, xin mời chị hãy chia sẻ cái cảm nhận của mình cũng như là một vài lời chúc ý nghĩa đến tất cả quý vị đang xem theo dõi chương trình nhé. Không khí ngày hôm nay thật sự quá là vui mừng, mọi người ai nấy cũng hồ hởi ra đây cùng đi chụp hình và mình thấy không khí xuân đang về rất là gần. Chuẩn bị xuân Kỷ Hợi sắp đến mà phố Ông Đồ hôm nay thì mình đến đây mình thấy rất là nô nức. Rất là nhiều anh chị, bà con, cô bác, nói chung là mọi người đến cùng nhau để chụp những lưu lại những cái cảnh đẹp
của phố Ông Đồ tuyệt vời quá. Thì mình chuẩn bị là năm Kỷ Hợi, cũng bước đến mình cũng chúc là tất cả gia đình, anh chị em, bạn bè thân yêu của mình luôn luôn một năm mới chuẩn bị sắp đến là luôn tràn đầy sức khỏe, nói chung làm ăn phát đạt và tấn tới. Còn riêng mình chúc tất cả bà con trên mọi miền đất nước Việt Nam hưởng một cái Tết luôn luôn ấm áp, luôn luôn hạnh phúc và bình an. Cảm nhận của chị để ở không khí nơi này như thế nào ạ? Chào em, giờ cũng hôm nay đến cùng gia đình đi vui xuân trong phố Ông Đồ hôm nay thì mình thấy là không khí của phố Ông Đồ năm nay là nhộn nhịp và đông đúc hơn năm ngoái rất là nhiều. Không khí trang hoàng, hoa mai cũng rất là rực rỡ, nhìn rất là sinh động. Mọi người ai đến đây cũng đông vui, ai cũng đẹp, ai cũng đẹp từ nam hoặc là tới những thanh niên cũng áo dài khăn đóng rất là đẹp. Mình thấy rất là háo hức. Và em cũng thấy chị diện trên mình bộ áo dài rất là xinh. Chị có thể gửi lời chúc Tết đến khán giả. Thì trước hết mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình, người thân và bạn bè. Sau đó là cũng kính gửi lời kính chúc đến tất cả các mọi người là xuân mới, một cái mùa xuân Kỷ Hợi thật là vui vẻ, an khang và đầm ấm. Vâng, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Chào Tuyết Trần, ngày hôm nay rất là tình cờ gặp Tuyết Trần ở đây đúng không ạ? Thì trong cái không khí tuyệt vời tại phố Ông Đồ như thế này thì rất là nhiều cái hình ảnh đặc biệt và quen thuộc với cái ngày Tết cổ truyền của chúng ta. Đó là hình ảnh những khu gian hàng của Ông Đồ nè, rồi những câu đối đỏ nè, rồi những chiếc áo dài, khăn đóng rất là lung linh và đặc biệt là không thể thiếu những cành mai, cành đào. Và cái cảm nhận của Tiến Dũng và Thu Hằng ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là rất là hân hoan, háo hức. Một cái năm mới Kỷ Hợi 2019 sẽ có rất là nhiều cái điều tuyệt vời. Đấy, thì bây giờ chắc là mời Thu Hằng sẽ có đôi lời chia sẻ với quý vị. Thu Hằng thì xin chúc gửi đến toàn thể mọi người cũng như cha mẹ một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Nhân dịp năm mới thì Tiến Dũng cũng xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng như là Tuyết Trần gửi đến tất cả quý vị, đầu tiên là ba mẹ mình trước, là sức khỏe này, hạnh phúc, bình an hơn. Và tất cả quý vị các bạn đang xem chương trình sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng. Một câu thơ thế này để gửi tất cả quý vị nhé. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Xin chào.